Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trực tiếp chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ và các hiệp hội, doanh nghiệp để đánh giá năng lực sản xuất cũng như khả năng cung ứng khẩu trang ra thị trường. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định các doanh nghiệp dệt may cả nước hoàn toàn có đủ điều kiện, khả năng đáp ứng và cung ứng các sản phẩm dệt may, đặc biệt là khẩu trang kháng khuẩn, kháng nước. Năng lực sản xuất thực ra còn rất lớn bởi theo những tính toán từ năng lực sản xuất của doanh nghiệp và nguồn nguyên liệu thì một tháng có thể đạt tới công suất 40 triệu khẩu trang. Đây là công suất huy động hoàn toàn có thể làm được. Doanh nghiệp đã chủ động được từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra để phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. Bộ trưởng cũng biểu dương các doanh nghiệp phân phối bán lẻ cả trong nước và doanh nghiệp FDI ngay từ đầu đã tham gia cung ứng các sản phẩm thiết yếu cũng như vật phẩm y tế bao gồm cả khẩu trang. Các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phân công Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ đạo Cục Công nghiệp và vụ thị trường trong nước thành lập tổ công tác của Bộ Công Thương về kết nối cung cầu do Thứ trưởng làm tổ trưởng tổ công tác. Tổ công tác có nhiệm vụ khẩn trương làm việc với Bộ Y tế để xác định nhu cầu cần thiết sử dụng khẩu trang vải, kháng giọt bắn và khẩu trang vải kháng khuẩn trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cùng với Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp khác xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để đảm bảo nguồn nguyên liệu và sản xuất khẩu trang vải phục vụ nhu cầu của người dân phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời làm việc với các tập đoàn doanh nghiệp phân phối lớn có hệ thống phân phối, siêu thị bán lẻ trên địa bàn cả nước để tham gia vào chuỗi cung ứng khẩu trang phục vụ người dân. Bên cạnh đó cần tổng hợp các ý kiến đóng góp, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải để làm việc với Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ thống nhất quy trình hỗ trợ hợp chuẩn hợp quy đối với mặt hàng khẩu trang vải theo cơ chế nhanh nhất, tập trung một đầu mối duy nhất để đảm bảo hiệu quả cho quá trình sản xuất, nghiên cứu và báo cáo Chính phủ xem xét phương án miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất khẩu trang vải trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để bảo đảm nguồn cung ứng các sản phẩm cần thiết phục vụ người dân phòng chống dịch. Xây dựng cơ chế hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất và phân phối tham gia các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, xem xét sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại trong giai đoạn hiện tại để hỗ trợ chuỗi cung ứng khẩu trang phân phối tới các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các vùng gặp nhiều khó khăn, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng giao tổ công tác căn cứ vào thông tin và nội dung làm việc với các hiệp hội, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp để nghiên cứu tổng thể gói hỗ trợ của Bộ Công Thương với các doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ, trong đó định hình các nội dung, mức độ ưu đãi, mức độ hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp ngành dệt may nói riêng để có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27 tháng 3 năm 2020. Phối hợp với Bộ Y tế tăng cường công tác truyền thông với những khuyến nghị và hướng dẫn chuyên môn về việc sử dụng khẩu trang tới người dân để hiểu và nắm rõ, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh còn giao tổ công tác phối hợp với các cơ quan thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài cùng doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải tìm kiếm, giới thiệu và phát triển thị trường xuất khẩu sau khi năng lực sản xuất phân phối đã đảm bảo cung ứng dư dôi khẩu trang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Làm việc với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, báo cáo Chính phủ về việc có cơ chế đặc thù hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may tổ chức sản xuất, tăng tốc sản xuất và thực thi các hợp đồng cung ứng khẩu trang vải, trường hợp cần thiết xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.